Xin chào tất cả mọi người, hôm nay em xin được giới thiệu với tất cả mọi người sản phẩm khổ quả rừng, hay còn có tên gọi khác là mướp đắng, một trong những loại thảo dược có công dụng rất là tốt trong hỗ trợ chữa bệnh tiểu đường này, cũng như là ổn định và làm giảm được đường trong máu, ngăn ngừa các bệnh về ung thư và hỗ trợ điều trị rơm sẩy ở trẻ em, cũng như là hỗ trợ về điều trị bệnh gút rất là hiệu quả luôn. Sản phẩm này chúng ta chỉ việc là cho và pha vào nước, sau đó là sử dụng thôi, rất là tốt cho sức khỏe. Mọi người hãy nhanh chóng đặt hàng bằng cách là để lại cho bên em xin số điện thoại hoặc là ebook trực tiếp cho bên em, để bên em có thể giao hàng tận tay tới cho mọi người nha.